chào quý vị và các bạn đã đến với tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, do những mâu thuẫn trong việc chia đất đai, ba cô con gái đã mang can xăng đến nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên rồi phóng hỏa khiến cả bốn người bị bỏng. Hành vi của ba người con gái trên khiến dư luận không khỏi phấn nộ vì có thể ra tay tàn nhẫn với chính người mẹ đã mang nặng để đau ra mình. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý và đạo đức thì đây là sự việc rất đáng quan tâm và rất đau lòng. Bởi quyền thừa kế trong vụ việc này được định đoạt như thế nào mà khiến ba cô con gái nhẫn tâm ra tay với chính người mẹ của mình. Liên quan đến vấn đề này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, quyền thừa kế được định đoạt ra sao? Vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, ba người con gái trong một gia đình ở Hưng Yên đã mang sang đốt nhà mẹ đẻ. Nguồn cơn của vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản là mảnh đất nơi bốn anh chị em từng cùng trôn nhau cắt rốn. Hậu quả là cả bốn người đều bị bỏng nhập viện cấp cứu, trong đó người mẹ 61 tuổi bị bỏng nặng nhất đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Nguyên nhân được cho là khi người cha mất, ông DDD sinh năm 1963 không để lại di trúc thừa kế. Người mẹ bà VTD không phân chia phần đất ngoài mặt đường cho con gái, mà cho con trai, người sống cùng bà. Theo lãnh đạo xã Trung Hòa, kể từ năm 2020, con gái thứ ba của bà D đã đi kiện và xã cũng đã ba lần tiến hành hòa giải nhưng bất thành. Tuy nhiên, việc ba người con gái mang xăng tới đốt nhà mẹ đẻ là hết sức bất ngờ và khủng khiếp. Được biết tài sản sau khi người cha qua đời để lại gồm hai mảnh đất, mảnh thứ nhất ở trong ngõ, cách đường trục chính của làng khoảng 200m, có nhà cấp 4, mảnh thứ hai sát mặt đường chính của làng, nay đã xây nhà hai tầng, bà D và con trai ở. Đến tháng 4 năm 2022, trong lần hòa giải thứ ba bà đề nêu quan điểm, gia đình có hai thửa đất thì thửa đất hiện tại ở sát mặt đường bà và con trai đang ở, nếu sau này bà mất đi sẽ để lại cho con trai thờ cúng, còn thửa đất phía trong bà sẵn sàng cho ba cô con gái. Nhưng người con gái thứ ba không đồng ý nhận thửa đất phía trong và bày tỏ mong muốn mẹ chia thửa đất phía ngoài cho ba chị em để còn kinh doanh sinh sống. Theo dõi vụ việc, con gái mua xăng về phóng hỏa đốt nhà mẹ vì phân chia tài sản không đều, gây chấn động dư luận những ngày qua. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là vụ việc rất đau lòng. Dưới góc độ pháp lý thì quyền sử dụng đất có thể là tài sản riêng của cá nhân, tài sản chung của hai vợ chồng hoặc tài sản chung của hộ gia đình. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong gia đình với nhau thì cần xác định nguồn gốc và quá trình sử dụng đất đó như thế nào để xác định thừa đất có tranh chấp đó là tài sản của cá nhân, của hai vợ chồng hay là tài sản chung của hộ gia đình. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trong trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình, các con là các thành viên của hộ gia đình thì cũng có quyền yêu cầu chia tài sản chung của hộ gia đình. Theo quy định của pháp luật thì quyền sử dụng đất là tài sản chung hợp nhất có thể phân chia. Bởi vậy, nếu quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì hai vợ chồng có quyền chia khối tài sản này. Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình thì các thành viên trong hộ gia đình cũng có quyền yêu cầu phân chia theo quy định pháp luật luật sư đặng văn cường cho hay trong vụ việc tranh chấp về quyền sử dụng đất ở hương yên dẫn đến những đứa con đổ xăng đốt nhà thì cần phải làm rõ quyền sử dụng đất tranh chấp là tài sản chung của hộ gia đình hay là tài sản chung của bố mẹ những người đó căn cứ để xác định tài sản của ai sẽ căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyết định giao đất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai thông thường đất nông nghiệp sẽ là tài sản chung của hộ gia đình còn nếu là đất thổ cư thì chỉ là tài sản chung của các hộ gia đình nếu có quyết định giao đất cho hộ gia đình hoặc gia đình cùng khai hoang sử dụng ổn định được nhà nước công nhận cho cả hộ còn nếu đất đai do hai vợ chồng tạo lập nhận chuyển nhượng được tặng cho được thừa kế thì sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng nếu các thửa đất đó là tài sản chung của bố mẹ thì các con không có quyền yêu cầu chia đối với tài sản này Trường hợp ông bố đã mất mà không để lại di chúc thì khi đó các con mới có quyền yêu cầu chia thừa kế theo quy định pháp luật. Luật sư Đặng Văn Cường kết luận: Theo quy định của pháp luật thì những người là con đẻ, con nuôi của người qua đời đều được hưởng thừa kế như nhau, không phân biệt con gái hay con trai. Bởi vậy trong trường hợp cha mẹ để lại di sản thừa kế thì các con trai, con gái đều được phân chia tài sản như nhau trong vụ việc ở hưng yên luật sư cho rằng nếu hai vợ chồng có tài sản chung và người chồng đã qua đời mà không để lại di trúc thì các con gái cũng có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế do người cha để lại với tài sản chung vợ chồng thì mỗi người sẽ được quyền sở hữu một nửa nhưng trong trường hợp người chồng qua đời không để lại di trúc thì một nửa khối tài sản chung vợ chồng đó sẽ được chia thừa kế cho hàng thừa kế thứ nhất bao gồm cha mẹ của người mất vợ của người mất và các con của người mất bởi vậy ba người con gái trong vụ việc nêu trên chỉ có quyền yêu cầu chia quyền sử dụng đất trong hai trường hợp một quyền sử dụng đất và tài sản chung của hộ gia đình và những người con gái là những thành viên trong hộ gia đình hai quyền sử dụng đất là tài sản chung của cha mẹ nhưng người cha đã qua đời và không để lại di trúc thì các con có quyền yêu cầu lấy một nửa khối tài sản đó ra để xác định là di sản thừa kế do cha để lại không có di trúc và yêu cầu chia thừa kế theo quy định pháp luật Thủ tục chia thừa kế là các bên có thể thỏa thuận với nhau, nếu không thỏa thuận được thì có thể gửi đơn đến ủy ban nhân dân cấp xã để được hòa giải theo quy định của pháp luật. Trường hợp hòa giải không thành thì có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết tranh chấp về thừa kế theo quy định pháp luật về tố tụng dân sự. Luật sư Đặng Văn Cường cũng nhấn mạnh, pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm tài sản, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác khi có tranh chấp mâu thuẫn về tài sản. Trong vụ việc này, nếu có tranh chấp về thừa kế hoặc tranh chấp về tài sản chung của hộ gia đình mà các đương sự không thể giải quyết được, ủy ban nhân dân cấp xã đã hòa giải nhưng không thành thì chỉ có một cách hợp pháp và duy nhất là một trong các bên khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Tuy nhiên, với việc ba cô gái vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố về tội sát hại người, quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự thì có khi họ không còn cơ hội để trở về mà nhận đất trong thời gian qua có không ít những vụ việc án mạng do tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong gia đình giữa anh em với nhau giữa con và cha mẹ để giảm thiểu những vụ án mạng từ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong gia đình thì phải thực hiện nhiều giải pháp trong đó cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân đặc biệt cần phải đề cao yếu tố giáo dục đạo đức để những chuẩn mực đạo đức chi phối mối quan hệ trong gia đình để con cái tôn trọng cha mẹ anh em quý mến lẫn nhau sẽ giảm thiểu những mâu thuẫn tranh chấp trong gia đình liên quan đến tài sản Thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ gia đình, con cái mâu thuẫn cực điểm vì chuyện thừa kế tài sản của cha mẹ để lại, nhất là vụ việc mới đây khi ba con gái mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh đã có quyết định phải làm khác đi để tránh dẫm vào vết xe đổ của người khác. Tránh bi kịch như vụ ba con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên có quá nhiều những ví dụ về mâu thuẫn đất đai khiến tan cửa nát nhà mà hàng ngày chúng ta luôn đọc thấy, quan sát thấy ở đâu đó khắp nơi trên giải đất hình chữ S đặc biệt tại những vùng quê quay cuồng trong cơn sốt đất, nguy cơ xảy ra tranh chấp đất đai giữa những người cùng máu mủ ruột già càng lớn. Một luật sư từng có hơn 10 năm hành nghề cho hay, trong số các vụ việc anh nhận tư vấn bảo vệ, có tới hơn 70% liên quan các vụ khiếu kiện liên quan đất đai của các hộ gia đình. Trong đó có nhiều vụ tranh chấp giữa người trong một nhà, có những vụ bố mẹ, anh chị em lôi nhau ra tòa, đứng ở hai chiến tuyến, xem nhau như kẻ thù chỉ vì mảnh đất cha ông để lại bỗng dưng tăng giá. Vì vậy để tránh gia đình con cái rơi vào cảnh bất hòa vì phân chia tài sản mà nhiều bậc phụ huynh đã có những cách xử lý vô cùng tinh tế. Ngay từ khi hai con còn nhỏ, anh Trần Lâm đã dạy con rằng đời cua thì cua máy, còn đời cái cái đào. Không được bố mẹ cho tài sản gì nên đất cát tiền bạc của hai vợ chồng là của hai vợ chồng anh. Cho ai là quyền của họ và các con không được đòi hỏi. Người đàn ông này đã bàn với vợ, một hai năm nữa sẽ bán hết tài sản là ba miếng đất khoảng hơn 10 tỷ, lấy tiền tặng vào quỹ tử thiện, chỉ giữ lại một phần để hai vợ chồng về quê sống an hưởng tuổi già. Theo người đàn ông này, anh làm điều này vì nhận ra rằng mình nỗ lực phấn đấu, làm việc cật lực, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì con, nhưng điều đó có thể sẽ tạo ra những kẻ lười biếng vô ơn. Anh Lâm cho biết, sẽ chỉ dành tiền đầu tư cho con học hành kiến thức, kỹ năng, cho con cái cần câu chứ không phải con cá, tạo điều kiện để con được phát triển theo mơ ước và khả năng của mình, còn tuyệt nhiên sẽ không để lại tất cả tài sản cho con. Hay ông Nguyễn Văn Chất ở Phúc Thọ Hà Nội cho biết, mình tuyên bố chỉ nuôi các con đến hết đại học, khi dựng vợ gả chồng sẽ cho mỗi đứa ba cây vàng, còn căn nhà của bố mẹ sẽ là nhà chung mà không chia cho bất cứ đứa con nào ông nguyễn văn chất chia sẻ gia đình tôi không giàu có nhưng tôi luôn yêu cầu các con học nghiêm túc ngay từ bé tôi rất nghiêm khắc với các con rèn luyện cho các con tính tự lập không được phép và không bao giờ được có ý nghĩ trông chờ vào ai kể cả bố mẹ ông chất cho biết thấy ông nghiêm khắc với các con cô em gái còn bảo ông cứ thế già chúng nó bỏ nhưng ông chỉ cười xòa bảo rằng có lương hưu có bảo hiểm ốm đi vào viện có nhà nước lo nếu ông quá không tự lo được mà các con bỏ thì cũng là cái số rồi Ông thà mang tiếng ác để cho con tính tự lập, không dựa dẫm, còn hơn để chúng lúc nào cũng có tư duy dựa dẫm, làm phiền bố mẹ đến không được yên. Tuy nói thế nhưng ông chất cũng cho hay, tôi luôn tin các con tôi không bao giờ làm thế bởi đến bây giờ, dù chúng có gia đình riêng nhưng vẫn luôn đoàn kết yêu thương nhau. Chúng luôn sợ tôi buồn nên ngày cuối tuần đều về nhà với bố. Có lúc thì mấy đứa rủ nhau về, có lúc bận rộn thì chúng phân công nhau Đặc biệt chẳng đứa nào dám hé răng hỏi chuyện đất đai, nhà cửa Dù bây giờ giá đất ở đây cũng tới tiền tỷ Vâng, qua trường hợp trên có thể thấy rằng là việc giáo dục con cái ngay từ nhỏ là rất quan trọng. Nó có thể giúp con cái hiểu rõ giá trị cũng như quan điểm về sở hữu tài sản vật chất và những giá trị về tinh thần, tránh để rơi vào bi kịch như vụ ba con gái đốt nhà cha mẹ. Cuộc sống con người vốn dĩ là hữu hạn, và khi mất đi, có ai mang theo được tài sản của cải gì đâu. Nếu ai cũng nhận thức được như vậy thì chẳng có chuyện bất chấp tình thân, trà đạp đạo lý chỉ vì lợi ích của bản thân mà không ít gia cảnh phải tan cửa nát nhà. Người mất, kẻ thì tù tội bởi những tranh chấp đã bị đẩy đến cực đỉnh. Đây là bài học nhãn tiền cho không chỉ riêng ai. Thưa quý vị, việc ba người con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ, cho dù bột phát hay sự mưu tính thầm ác, thì hành vi của ba người này sẽ bị xử lý thích đáng bởi pháp luật. Không chỉ có vậy, bên cạnh đó còn có một bản án của lương tâm về đạo đức làm con. Và khi ngọn lửa bùng lên, có làm ba cô con gái bừng tỉnh về tội ác của mình, có đốt cháy được những sân hận trong lòng các cô. Những hình ảnh về việc làm của các cô đã gây phẫn nộ cho dư luận và có lẽ nó còn ám ảnh lâu dài với xã hội. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.